Pha bóng hay của Phạm Văn Đức. Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Quang Hải, Phạm Văn Đức. Tiếc là Phạm Văn Đức lại không kiểm soát được đường truyền của đồng đội. Một vài những pha bóng có thể nói là được phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ chúng ta. Cái là Đoàn Văn Hậu, Đoàn Văn Hậu. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống mà cầu thủ của Johnny đã phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Cơ hội, dứt điểm, không vào. Áp sát. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi. Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng, rất hay. Áp sát rất hay. Đó là áp sát của Huy Hùng. Vẫn còn Hùng Dũng. Thêm một lần nữa. Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng. Công vào. Rất tiếc. Đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng. Hùng Trọng Hoàng. Rất hay Công Phượng. Quang Hải. Chân trái. Trọng Hoàng. Gọi. Đó là Công Phượng. Và một lần nữa thì Công Phượng lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới cho đội bóng của Tây Á. Đúng là cái duyên Tây Á. Và Công Phượng vừa rồi đã thực sự cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời. Một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và các đồng đội. Bà bà là... Lại một lần nữa thì bóng đều rất gần với mảnh lưới của Jordani. Có thể dứt điểm. Công Phượng. Cú đá sấm sét của Hùng Dũng. Quả thật đến lúc này Trọng Hoàng, Công Phượng. Phía trong là Phạm Văn Đức và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quả đá vào góc cho đội tuyển Việt Nam. Tạo ra một hình ảnh khác ngày mai. Pha chạm bóng của Tiến Dũng. Công Phượng. Công Phượng bất tốc. Vẫn là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Cú đá. Phản công. Công Phượng. Cú lắc hồng tuyệt vời của Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng vượt qua được hai cầu thủ áo xanh. Công Phượng đối mặt với Yoshida. Công Phượng. Công Phượng. Thật tuyệt vời cho pha đi bóng của số 10 đến với đội tuyển Việt Nam. Tưởng như đã là một bàn thắng quá là mát dành cho Công Phượng trong một màn solo ngẫu hứng mà Công Phượng nhảy múa với trái bóng và biến tất cả các cầu thủ Nhật Bản dường như là khán giả bất đắc dĩ để chứng kiến pha đi bóng tuyệt vời của mình. Ông trọng biên rất hay. Trọng Hoàng. Phạm Văn Đức. Công Phượng. Một tình huống vừa tấn công tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam vừa được tạo ra. Rất bình tĩnh trong một pha bóng mà có rất nhiều các cầu thủ áo xanh ở phía trước khung thành của thủ môn Suchi Goda. Quang Hải đường chuyền, cơ hội là đại trang. Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn. Một chút nữa thôi Văn Toàn đã có thể làm nên chuyện. Một đường bóng loại bỏ hoàn toàn tất cả các cầu thủ Nhật Bản. Mọi người Việt Nam, đường truyền của Xuân Trường. Chính xác. Bất toàn. Thật tiếc chờ động tác khống chế vừa rồi của Văn Toàn. Và sau đó là đường truyền chính xác cho Phạm Văn Đức. Quang Hải đang di chuyển phía trong. Phạm Văn Đức. Văn Toàn. Bao không. Người lần đầu tiên được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ngay từ đầu. Và đúng như Cường bình luận trước trận nói, nếu như chúng ta làm điều đó thì sức ép sẽ được đẩy ngược lại. Dứt điểm. Cú đá! Còn chân cả tuyệt vời! Đó là Đức Huy! Hai tiền vệ trung tâm của chúng ta đã lên tiếng. Khoảnh khắc bùng nổ của hai cầu thủ tiền vệ trung tâm của chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay càng chững chạc và càng trưởng thành. Qua và vừa rồi là một pha bóng mà Quế Ngọc Hải tạo cơ hội cho đồng đội. Đức Trang. Tiếc
cần thêm một cái duyên ghi bàn của Đức Trình. Đức Trình đã ôm đầu nối tiếp nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo thì tuyệt vời. Tuyệt vời pha xử lý của Trọng Hoàng. Cú dứt tốt đưa bóng đến đúng vị trí của Quang Hải và đây là Tiến Linh. Tiến Linh ơi, không vào. Sức trẻ là điều mà Tiến Linh có và là điều mà ông Park Hang-seo tin tưởng. Rất nhanh. Quang Hải chọc khe rất hay. Cơ hội. Đây rồi. Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức. Phượng. Tốc độ của Công Phượng. Một pha solo chắc. Vẫn đang là Công Phượng. Bảo vệ đối phương vừa rồi của Phạm Văn Đức là rất hay. Thêm một đường chuyền dài nữa của Xuân Trường. Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Những pha bóng như chúng ta vừa thấy là lý do để huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng. Có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không muốn các học trò của mình nôn nóng. Thời gian vẫn còn dài và đội tuyển cần phải. Pha chạm bóng tốt của Quang Hải. Hùng Dũng. Công Phượng. Trọng Hoàng đã di chuyển. Phạm Văn Đức. Việt Nam chúng ta đều được nhận sự cổ vũ của các cổ động viên. Rất tốt. Quang Hải. Tình huống ít chạm và những pha di chuyển không bóng nhanh. Phạm Văn Đức. Hồng Duy. Hồng Duy. Tại sao lại không thực hiện một cú đá ngay? Xuất Thiên. Xuất Thiên. Phải. Trọng Hoàng. Công Phượng. Phạm Văn Đức đang di chuyển. Và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Đường chuyền của Công Phượng. Hợp lý. Hồng Duy. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Công Phượng. Hơn rất nhiều so với những khoảng trống mà chúng ta có trong hiệp 1. Một cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Rất cố gắng. Tiến Linh. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đã ngờ. Penalty. Penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Khi thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao. Còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Công Phượng. Vào công. Tuyệt vời. Đó là một pha chuyền bóng chính xác. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng dứt điểm. Không vào. Công Phượng. Vào. Dứt điểm. Cú đá rất mạnh của Phan Văn Đức. Một pha phối hợp hay của đội tuyển Việt Nam và nó xứng đáng với một bàn thắng đẹp. Bóng mà Phan Văn Đức đã thoát xuống rất nhanh và đối mặt với thủ thành Um Vichet. Phan Văn Đức là người đang sở hữu nhiều cơ hội. Trọng Hoàng. Đánh đầu. Tỷ số là 1-0. Cuối cùng thì bàn thắng đã đến với các cầu thủ của chúng ta. Thật tuyệt vời với pha phẩm. Đường chuyền dành cho Phan Văn Đức. Tỷ số là 3-0. 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam và Phan Văn Đức đã có bàn thắng tại giải năm nay. Đường chuyền tốt, đánh đầu. Vào! Bàn thắng của anh Đức. Pha bóng rất bất ngờ. Hai khi mà được. Đối mặt. Vào! Đúng là bàn thắng rồi các bạn ạ. À. Bàn thắng. Vẫn còn cơ hội. Công Phượng. Có thể sẽ mạnh dạn đi tiếp. Công Phượng. Công vào. Đây. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Đức. Vâng. Rất hợp lý. Hùng Dũng là người vừa thực hiện đường trọng biên. Anh đã rồi. Trận chung kết lượt đi để có được năng lượng tốt nhất trong trận chung kết lượt về. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.